Xin chào mấy anh em đến với kênh Phát Vlog của mình nha. Thì hôm nay Phát là cái kênh của Phát là chuyên về xe điều khiển với bán đồ phụ tùng, mà nói chung là cũng ít không có nhiều anh em ơi. Thì hôm nay về mớ hàng cho anh em đồ chơi cho xe nè, đồ chơi đổ cho xe thêm thôi. Thì anh em nào cần thì bấm vào hàng mua nha, mình sẽ quay cho anh em coi mấy món đồ nha. Rồi đây, phải mới về cái chai phụ gia này để dùng mà cho anh em pha vô xăng nha. Ví dụ mà anh em chơi xe hay thì ba gia mà xăng A95 á thì anh em pha vô nhớt nha. 1 lít nhớt thì nửa chai này là rất là thơm luôn. Nó có 3 mùi nha. Còn anh em chân nitro quá thì anh em pha vô nửa nắp này, anh em pha vô 2 lít xăng nửa nắp nha. Nửa nắp pha lít xăng, đừng pha nhiều quá, pha nhiều quá thì xe mình nó sẽ không được bốc nhưng mà nó thơm nhiều thôi. Còn ở đây nó có 3 mùi, mùi Red Bull, nè, mùi bò cụm anh em. Còn này mùi dâu tây, còn này mùi xin gum. Đó, anh em thích mùi nào anh em cho mùi đó. Rồi, dưới cái bàn đề này anh em. Cái bàn đề này dành cho tất cả các dòng xe 1/10, 1/8 luôn. Đó, xe nitro nha. Nó đỡ giật dây, đỡ mỏi tay, đỡ chảy máu tay luôn anh em ơi. Còn bên đây là cái bộ đồ nghề, dụng cụ đồ nghề nhưng mà đơn giản dành cho mấy xe nitro á anh em. Thì Phát cũng có bán xe nitro, thì anh em nào mua của Phát thì Phát sẽ đưa cái bộ này luôn. Đó, cái bộ này có trong tổng cộng là 1 2 3 4 5 6 7 7 món nha. Với cái bộ tool nữa nha anh em ơi. Đó, bộ tool này là 100 mấy à. Đó, bộ tool này dành cho mấy người mới tập chơi á. Về dọc giờ quậy phá đâu. Cái bộ này bán có bán lẻ luôn nha. Còn này là bố nồi ba gia nha anh em. Đó, anh em nào mua bấm vỏ hàng nha. Này là bogie nha. Anh em nào mua thì cứ bấm vào vỏ hàng. Rồi, để coi chết giá nha anh em. Rồi, phải cảm ơn mấy anh em rất là nhiều nha.